viên kiên ấy nó đi ngoại đem lông về đó, đó nghe chưa đi ngoại. Trời ơi, mua dằn mặt bà luôn nè. Nghe trời chưa ơi, thấy người ta bán cực khổ không đó, bà bán bà không có chảnh, không có ngữ hạnh, còn cái ngữ này bán là hay chửi người ta nè. Đó quý vị, mua vé số là chưa chắc chung con gái đâu. Ông nó bày đề tôi có con gái con trai, tôi không có cần lấy con gái con trai gì hết. Cái nhất là mua ủng hộ bà, tôi 50 trả tiền vé số mà. Bây giờ á trời ơi, cha này quay ông nói à, có nha em có làm vô môn nha, còn đi nói dụng cái âm du anh gì đó. Dạ cũng mấy là Steven cái chết à. Bữa giờ con không có liên lạc với anh đâu phải không, ảnh nói chừng nào làm là kêu ảnh tiêm chưa, bữa giờ tiêm chưa, à 29 mùng 8 quay với chụp siêu âm rồi đó, ba cục máu. Bán cái viên kiên mà chửi con quá ai ăn. Quan phở đi mấy anh ơi, quan phở bán mà chửi tao quá ai ăn. Quan phở đi sao hả, của ông đâu mấy chầu á. Phương, Phương ơi về chất đi, đừng ăn cái viên kiên của ăn phở đi kìa. Mà chất kìa đó, ai ăn phở nha, quan phở nha mấy anh. Ê, nhỏ có tập thôi đi. 244 người đó đang xem đó mọi người, gặp gì chức ở đâu là cho gì chức ăn mắm tôm đó nha mọi người. Đó một mũ mắm tôm đạt cho người gì chức là lấy 2 triệu từ em nha. Đây chị đâu không chứ, đi đâu vô trọng mày cứ ôm Phi Nhung hoài vậy. Đi mới lên là một kìa, đó Phi Nhung kìa, Phi Nhung mới lên xong mới dẫn anh lên một. Khách là Lâm A3 nha. Nó cứ đeo thằng Lâm hoài à. Bà ghen hả? Trời bà ghen hay sao? Ủng hộ xui gì giống tấn quá vậy. Kêu chụp hình với bà kìa. Hỏi hỏi ơi chụp hoài. Bà mua vé số bà. Cái nè, bà mua vé số bà kìa lên lại mà. Bà dẫn bà lên. Có hai anh đẹp trai trên hàng ngũ coi coi. Hai cô hai chị coi coi nhẹ dần đi. Trời ơi, đẹp trai với vậy người Hà Nội. Gì bà Việt kêu. Nãy giờ ra được hỏi số bà vậy, bà đang hỏi chạy vòng. Gần về rồi, chụp đại đi. Gần về rồi. Sao vậy? Chụp đi, gần về. Về kết thúc. Chứ hỏi chỉ bị tay bị sao chứ. Tay bị sao quá bột luôn kìa. Bà đang hỏi. Bà thấy chạy cũng bị lại. Chụp đi. Chụp rồi. Chết. Hai đứa kia nó mê vô vô cái đi theo ăn. Ok kìa. Kêu nó nhận bà đi. Lâm. Đi về. Quậy quá trời vậy. Đi về. Chờ có 2 phút nữa thôi. Chờ nó 2 tiếng nữa. 2 phút là 2 tiếng. Hả? Quá quá vậy. Đưa hai cái nhân hoài nha. Em lại chim bình hình bây giờ. Cách vô cái mà cách vô chứ. Anh ơi vô ăn anh. Để bán cái viên kiên đi chào hàng. Quan phở anh ơi, quan phở đi anh. Cái đít nó bự quá mà mấy anh yêu cầu chụp hình. Anh nấu trắng ăn phở ăn gì vậy anh? Nó ở Chí Hòa mở lên giống mày vậy. Mày la một cái tao muốn cắt thở chết á. Kìa Phương kìa, vì chết kêu đừng ăn cái viên chiên kìa. Mày ghế bài chưa? Chị không ghế mày bài. Mày để lộn đúng không? Kìa con mày cho lưng kìa. Mày độc ác. Kìa hai đứa con. Nói 330 mấy người đang xem, mình yêu thương, mình ủng hộ em, đừng có mua vé số cho mọi người nha. Này hết rồi, cái viên chiên ấy. Cái viên chiên ấy nó đi ngoại đem lông về. Đó, đó nghe chưa đi ngoại. Trời ơi. Mua dằn mặt bà luôn nè. Trời ơi. Thấy người ta bán cực khổ không đó.
bà bán bà không có chảnh, không có ngữ hạnh, còn cái ngữ này bán là hay chửi người ta nè. Đó quý vị, mua vé số là chưa chắc chung. Bà con gái ông nó bề đề. Tôi có con gái, con trai, tôi không có cần lấy con gái, con trai gì hết. Cái nhất là mua ủng hộ bà. Tôi 50 trả tiền vé số mà. Mày mua cái công tao trả tiền. Chứ ai trả? Má mày có viên. Thì sao bà la bà là má tôi? Lấy cái viên kiên nó kè con của mày trả lưng kìa. Trời ơi sao. Ba con gần về chắc con lấy clip này ba mua không? Phóng xe gần về mua lại giùm con đi. Con cái thôi mua, nãy có 4 cái mới lấy hết, lượt triệu. Nãy nãy nghe ta trốn về sợ lấy lại hả? Đi kiếm đủ đi, đi kiếm đủ 4 cái tao mua 1 triệu đó. 258 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10 luôn. Em sẽ quay sơ. Ôi mấy để anh sao xa. 6 giờ sáng ăn phở nha, chiều cái chuyện theo trai hoài. Lan Quế Phường phải cầm cường đưa cô Phương lên tường. Mấy anh đến nha. La lên đô thị kìa, đô thị kìa. Đô thị kìa, đủ má mày la cho dữ. Đô thị kìa. Anh Việt Kiều đi đâu về vậy? Ăn đi để nguội. Ăn đi, anh đó con kim xét hoài vậy. Ăn đi mà cứ coi hoài kìa. Vậy chết kêu đô thị tới kìa Phương. Vui giùm bà ở đây. Cái gì? Cái gì anh chở con vợ em đi làm chơi, trời xui ghê. Mày chở vợ em đi làm chứ mày chạy xe vợ em xe ghê. Ủa đâu thị đâu rồi? Mới thấy chạy ngang đâu thị mà. Bắt ai? Bắt mày. Bắt bà làm gì bắt tôi? Mày bán cái chiên lòng lề đường. Bà bán cái số lòng lề đường đó bà đi. Này tao vô trong bán đàng hoàng. Bà bán cái số là bà ngữ hạnh với người ta, bà nạt độ người ta là bà cũng bị bắt. Bà là người chống người thi hành công vụ. Trời ơi, mày mới mặc tiền á, quan cô. Rồi, giấy số mà. Phá giới trật tự. Giấy số người ta là lãnh bữa nay, ngày mai bán. Còn của bà là lãnh hôm qua là tới 8 ngày bà mới bán là giấy số vào rồi. Bà là người chống người hành công vụ phạm luật. Trong điều trị điều khoản 1736, bà bị phạt 2 triệu mặt tiền, lấy tiền đây. Tôi 2 triệu đây. Tiền của đại lý mà làm gì vậy? Nhưng mà bà bị phạt tiền. Thôi mày vô duyên quá. Tôi phạt, tôi là chính người để phạt bà, tôi lên ý kiến bà. BD mà bà đặt phạt. Ủa BD không được phạt hả? Anh có chơi với nó không? Trời sao lẽ BD anh, chơi với bà? Anh đẹp trai anh chơi nó anh nổi hận nha. Trời ơi hối hận. Chơi hối hận cả hối cuộc hận đời á. Ủa anh chùi cái gì vậy? Đừng chơi BD nó nha, đít nó bự lắm. Tôi xấu mà đít nó bự lắm. Trời BD đít bự người ta mít hơi đít ghẻ. Ôi ghê. Ờ đít nó ghẻ không á. BD luôn kìa. Trời mấy con gái đẹp có về nuôi chó chị về trời. Hả à, vô quán mà nuôi chó. Vâng vâng. Kêu kêu em đích tự mà còn ghẻ không kìa. Râu râu. Con còn 5 vòng mà. Để quay ra có rồi. Gì? Kêu người ta xe chim giùm bà ơi. Mày xe chim mày đi. Đủ ăn vụ. Ý là bà nói giùm tôi đi. Bà nói là mọi người xe chim cho em ơi. Xe cho mày á. Thì ừ. Kêu giùm tôi. Xe chim cho cô Vương và ông nói bê đê rồi má. Nó xuống nó chạy, có cu không mà. Nó xuống nó chạy nước nó tặng cho con hộp. Không. Xe chim cho em đi, nó đi. Nó bà đây, xe chim gì má. Xui ghê với má ơi. Trời ơi trời. Đó mọi người 325 người đang trời xem. Trời ơi hai đứa này chắc muốn làm ba phải không? Chị quay YouTube với vậy kêu nó về ở quay với ba đi. Chị nói là nè mày cũng dê luôn giống ba đi. Rồi ok. Khách yêu cầu kìa. Khi em bóp con bạch tuộc kêu bíp bíp. Khi em bóp con bạch tuộc kêu bíp bíp. Khi ở kia ba làm, mày đó. Nó kêu tôi làm 30 lần. Khi em bóp con bạch tuộc kêu bíp bíp. Khi mày em bóp họng mày đi, con quỷ. Cái gì? Mày bóp họng mày đi. À, anh Lễ Trần anh kêu bóp miệng mà 30 lần. Để cho 100 đó. À. Giờ cho 100 đưa 100 đây. Thì bóp chưa mới ba cái à. Khi em bóp con bạch tuộc kêu bíp bíp. Khi em bóp con bạch tuộc kêu bíp bíp. Khi em bóp con bạch tuộc kêu bíp bíp. Chính cái à má. Sáu cái à. Thôi đủ má chưa có tiền biến mẹ lên. Trời ơi ơi. Má chín cái luôn gạt. Cái miệng nó quá trời. 20 cái là cho tiền rồi đủ má đem cho đồng nào. Cứ đè cái túi coi không à. Thương yêu mình không đi được, mình không có xe đi. Giờ có hai cái anh áo đỏ mua không? Bán rẻ phóng cho em về. Đó đây là cái áo đỏ là Shopee Food nè mọi người. Mọi người lên trang web Shopee Food mọi người gọi là Dũng. Cái gì kia là nó sẽ hiện lên cái hình nó kêu mình tiết ở đây kìa. Mình tiết đi đường là không có sợ bị bắt luôn. 150 200 luôn. Ủa nó bồ Minh Tiết à. Chồng Minh Tiết. Trời ơi ghê vậy chồng Minh Tiết à. Này chồng Tô Phương. Trời ơi uổng đời quá vậy đẹp vậy chơi BD vậy trời. Chơi BD kìa. Trời.
quen với Minh Tiết á, trời ơi. Minh Tiết hát hay nổi tiếng á, hát với Châu Đốc mà bị bắt luôn á. Trời ơi, suy nghĩ sao vậy trời. Mày đẹp trai không? Rồi, ai cũng đốc đó. Ai cũng bấm đèo ra đây liền nha. Châu Đốc sao Tiết bị bắt gần đây nó giờ. Thì đó là nó lãnh Tiết về đó. Bữa đó là hai đứa cãi nhau. Nên này kêu công an là hốt Tiết. Xong ác quá. Vậy sao nãy khước khen ta đẹp, bây giờ nó ta ác. Thôi để Minh Tiết bị bắt ác quá, Minh Tiết hát hay lắm á. Đang đợi Minh Tiết ra đánh cứ Minh Tiết người kìa. À, đại chợ hai hầm dân đó. Kìa, đang đợi Minh Tiết ra đánh kìa. Biết Minh Tiết hôm nay có da không? Ăn thua vô cùi cùi. Đang ra luôn. Đâu? Đang chuẩn bị ra. Xạo không cần. Không thiệt mà đây nè. À, gọi đi. Cái gì mày xô có giữ vậy con đỉ. Ở đây bê đê vô duyên. Đâu? Đang gọi nè. Đâu coi mới biết. Từ để bắt máy lên đó chứ. Nè. Nè, có người kiếm em nè Tiết ơi. Không Tiết đó hả? Đưa cái mặt vô. Minh Tiết đó hả? Mời, nè. Có da không? Có liền nè, đợi con xíu nha. Ờ, cảm ơn nha. Để chồng kiếm kìa. Da chồng kiếm đẹp quá, trời ơi, dữ luôn quá. Chồng nè. Nè, thấy chồng chưa? Ông Tấn nói chồng á. Kể không? Gì? Em gái con á. Em gái á, ông này nói bậy. Nó nói em gái á. Nhanh lên em ơi. Em bỏ con cần đi theo trai giống con Phương em mới về. Cháu đó, chứ không phải em gái đâu. Chồng. Không có đâu. Con Tiết không có lấy ai. Vợ Minh Tiết. Vợ Minh Tiết được không? Không. Minh Tiết nó tên Minh Phúc với Minh Tiết là một cái Minh Tiết hoài. Minh Tiết ở đây kêu Minh Tiết. Nguyễn Minh Phúc. Ê, có hai nhỏ mà mới chuyển nghề á. Để coi nó có da ông chỉ á. Hai nhỏ đó quậy nó. Dứt dứt, mất rồi dứt. Bốn người hả? Trời ơi, chị đẹp, vô đây nè, chị đẹp, đẹp quá trời. Đó vậy nè. Vô đây. Nhớ anh này không? Anh đánh giỏi với em. À, trời ơi, nhớ luôn kìa. Anh đánh giỏi với em Động Đài nè, với ông Lý. Nhớ anh đánh giỏi với em. Vô đây đẹp trời ơi. Phương ơi. Trời ơi, 34 tuổi sao lấy nhỏ 81 tuổi được. Tôi 81 rồi bà. Bà lấy Duy Nhung đi bà. Hết rồi. Trời ơi, con tưởng 19 tuổi lấy nhỏ 34 tuổi. Thôi ba già quá, con 81 sao con lấy. Ông Quân, ông này 34 rồi lấy nhỏ 81 tuổi. Ông kia 77 tuổi rồi lấy nhỏ 81 tuổi. Cô nói anh còn sức không mà anh chèo. Trời ơi, vàng vậy đâu lấy á. Trời ơi, bệnh chết luôn á. Em Lâm á, bị Phi Nhung dụ về nhà ngủ. Ngủ đi quá chưa? Trời, mấy đi đêm nay nè, má đi đám cưới luôn rồi. Gọi điện thoại báo vợ Lâm đi. Nó có đâu biết vợ nó ai. Bây giờ hỏi Lâm, vợ Lâm là ai? Ai biết. Hai đứa nó đi tùm lum hết đó má, hỏi ai cần. Rồi, ngủ hai thằng là đẹp vậy uổng quá trời luôn á. Ăn chay đâu có được lấy vợ đâu. Ờ. Hey. Rồi, cảm ơn gì rất nhiều. Chụp hình với anh ba mấy tuổi rồi, ba bốn rồi chứ. Chứ có dặn lái máy bay không vậy chứ? Không. Tướng ba còn lấy máy bay nổi không? Không nổi. Không nổi thôi, hỏi tôi làm chi? Ê, lấy anh này không, 34 tuổi. Trời ơi, ảnh chịu, tao chịu mày. Trời, tôi mới nghe bà nói là ổng chịu bà đó. Ổng nói là ổng khoái chơi BD hơn đàn bà. Người đàn bà có cây clem si cô la.
anh nói vậy đó. Bông bông lấy không? 34 tuổi. Hai chiếc má, đụng má làm quê nha. Đâu? Lâm này nó lượn gạt tao, còn quýnh nó chết. Vô vô đi mấy anh ơi, mấy chị vô. Lan với phường đi mấy anh ơi.